chả cá nè, tôm, mực, cá viên, cá. Nhìn ở đằng sau cái background thì các bạn cũng biết là hôm nay Lưu dẫn các bạn đi đâu rồi đúng không? Bữa nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn lẩu cá Dân Ích, một trong những quán rất rất nổi tiếng và chắc chắn là các bạn phải ghé đây ăn một lần trong đời. Giờ thì theo chân Lưu đi vô bên trong nha. Đi thôi. Ui, đã chưa các bạn ơi, nhìn xôi siêu hấp dẫn luôn. Lưu đã gọi một em lẩu lớn nhất ở đây. Ở đây thì sẽ có 3 size lẩu khác nhau, là giá là 280, 350 với lại 450. Thì Lưu đã gọi cái lớn nhất để ăn cho nó đã. Tại vì bữa nay thì vẫn là rủ anh quay phim theo, cho nên là ít nhiều gì thì cũng phải share cho ảnh ăn. Và nếu như mà các bạn nhìn trên bàn này, các bạn thấy là sẽ có những cái món ăn kèm, ví dụ như có rau nè, có bánh quẩy, và ở đây thì sẽ có hủ tiếu mềm, đây là hủ tiếu mềm, bún gạo, với lại đặc trưng ở quán đó là bún mì vàng. Nè nè, ngoài lẩu ra thì ở quán sẽ còn có những cái món ăn nóng khác. Thì ở đây sẽ có một cái menu để các bạn có thể lựa nha. Thì một trong những món đặc trưng đó chính là tàu hủ kia mạn tôm. Và phần này là phần lớn, giá của phần này là 115.000. Thì phần này á, là có thể ăn từ 3 người cho đến 4 người, tùy vô khẩu phần của các bạn á. Giờ thì mời mọi người ăn chung với luôn nha. Đã quá à. Ăn kèm với lại lẩu thì sẽ có nước tương và giấm. Lưu sẽ pha một ít giấm. Chiu. Vẫn ưu như kỹ, Lưu order xác sĩ các bạn. Ăn thôi. Đây, Lưu sẽ cho các bạn xem cận cảnh trong nồi lẩu cá Dân Ích thì có gì nha. Có chả cá nè, tôm, mực, cá viên, cá. Ngoài ra thì sẽ còn có gan nữa nha các bạn. Đây, nguyên một cái đầu cá luôn. Các bạn biết không á, là Lưu ăn lẩu cá ở đây á, đúng nghĩa là Lưu ăn mười mấy năm rồi. Lưu ăn từ khi mà Lưu nhỏ xíu cho đến bây giờ. Và hồi xưa thì ở cái quán này á, là họ chỉ có một căn thôi, là cái chỗ mà Lưu đang ngồi là ngay góc của Châu Văn Liêm với lại Nguyễn Trãi. Nhưng mà về sau này á, thì họ đã mở rộng ra 3 căn kế tiếp nhau rồi. Ở đây á, đúng nghĩa là được lòng mọi người rất nhiều, không chỉ là người Hoa đâu mà Lưu thấy những cái bạn mà ở những cái khu vực khác cũng hay ghé đây ăn lắm. Mời mọi người. Lưu sẽ chấm chung với lại nước tương. Ê, ngon quá. Lưu rất là thích cái nồi lẩu này. Tại vì là so với thời điểm này á, chỉ có mỗi ở lẩu cá Dân Ích là còn nồi này. Và nồi này á, thì ở đây thì người ta hay gọi là lẩu cá cù lao. Tức là cái nồi này xong rồi bỏ đồ ăn xung quanh, và sẽ có một cái ống than ở giữa, nghi ngút như thế này. Và mỗi lần mà Lưu chạy ngang đường Nguyễn Trãi thì Lưu rất là thích nhìn ở cái phía bên hông của quán á, là sẽ có nguyên một cái lò để các bạn có thể thấy được là người ta nướng, ở lộn, người ta đun lẩu cho nóng lên. Hồi nhỏ lúc mà Lưu đến đây ăn á, là Lưu rất là sợ đi qua cái lò đó. Tại vì á là
bụt và nó văng ra bên ngoài. Nên Lu siêu sợ luôn. Nhưng mà bây giờ mà để mà dòm thì Lu cảm thấy là rất là thích. Tại vì là nó có một cái nét gì đó rất là đẹp, vẫn còn lưu giữ lại ở Sài Gòn. Chả cá mi. Đồ ăn ở trong cái nồi lẩu này thì rất là đa dạng. Giống như hồi nãy Lu nói là có cả cá viên, có tôm, có mực, có da heo, chả cá, có gan, và đặc biệt là có cá nữa. Nhưng mà nếu như mà các bạn là tiếp người không ăn cá thì đến đây các bạn có thể gọi là cho em một phần lẩu thập cẩm nhưng không bỏ cá. Đó là cái nét đặc trưng mà mỗi lần mà nhà Lu đến đây ăn thì sẽ là một nồi có cá và một nồi không cá. Đó, thử một miếng nước nha, nước lẩu. Cái phần nước lẩu thì nó sẽ ngọt, và nó ngọt từ cái việc là họ ninh cái xương chứ không phải là ngọt từ gia vị bột ngọt, cho nên là ăn thì Lu cảm thấy là khá là dễ chịu. Nhiều bạn thì bảo là ăn lẩu cá có người khen có người chê, nhưng mà với Lu thì Lu thấy là ăn ok la, với lại là ở đây sẽ cho mình cái cảm giác đúng nghĩa là tôi là dân chợ lớn kiểu kiểu như vậy. Mình sẽ bỏ một miếng mì vô ăn chung. Bình thường Lu đi ăn lẩu Lu rất là hạn chế ăn tinh bột, nhưng mà cứ mỗi lần mà ra Dân Ích ăn thì Lu sẽ ăn rất là nhiều mì, tại vì Lu rất là thích cái sợi mì vàng này. Cá viên siêu to. Lu rất là thích ăn cá ở đây bởi vì là ăn rất là chất lượng. Một số chỗ cá viên đúng nghĩa là bột ăn khá là hơi không thích lắm, nhưng mà cá viên ở đây rất ngon nha, các bạn nên đến đây ăn thử. Chắc được rồi đó anh quay phim. Anh quay phim có hay ra đây ăn không? Có chứ đúng không? Hồi nãy trước khi mà quay á, Lu nói đùa là đi quay cái series Chinatown này đúng nghĩa là biệt đội ba tàu đi quay. Tại vì là Lu nè, rồi anh quay phim với lại cô trợ lý của tôi thì đều là người Hoa hết các bạn. Nhưng mà nói một cách mà dân giả hả? Như kiểu hồi xưa người ta hay nói á, thì người ta không có gọi là người Hoa mà người ta kêu là dân ba tàu. Nhưng mà nói gì nói chứ các bạn có biết sự tích ba tàu là gì không? Nếu như mà các bạn không biết, nhớ đón xem ở tập sau. Còn nếu như mà bạn nào biết thì cũng có thể comment bên dưới để cho những cái bạn khác vô đọc và hiểu. Còn Lu thì Lu hứa là tập sau Lu sẽ trả lời. Ngon quá à. Ở đây á, có một cái đó là được gói như kiểu như là một cái viên há cảo vậy các bạn, nhưng mà ở bên trong này thì sẽ là cá. Nhưng mà lưu ý một điều là cái viên này á, thì đến khi mà các bạn ăn á, lúc mà mới ra thì mọi người nhớ vớt ra ăn liền, tại vì để một hồi á, thì nó sẽ bị nhão như thế này, nhưng mà ngon lắm. Wow, quên mất, nãy giờ Lu chưa có bỏ rau vô. Hàng chi Lu thấy nó thiếu cái gì đó. Đây, xong rồi cho thêm một vài em bánh quẩy lên. Phóng miệng. Người Hoa thì rất là thích ngồi ăn lẩu. Mà thường á, các bạn sẽ hay nghe một cái câu mà mọi người hay kêu á, đó là đi ăn lẩu tả bí lù. Đó là một cái lẩu thập cẩm, bỏ hết tất cả mọi thứ vô bên trong này. Cái nồi lẩu sẽ là một cái nồi tròn, và mình sẽ ngồi xung quanh cái nồi lẩu như thế này, thì có thể nhìn mặt nhau và gắp cùng một cái nồi lẩu thì cảm giác là tình thương mến thương. Nhưng mà nhớ một điều là ăn lẩu đừng xấu tính quá nha, đừng có giành với mọi người. Trong lúc mình Lu đợi cho nó sôi một tí, chắc là mình sẽ ăn cái này nha. Đây là tàu hủ ki mạn tôm. Ở bên ngoài sẽ là tàu hủ ki, xong này sẽ được chiên giòn. Đây là bên trong.
thích ăn cái món này. Ở bên trong sẽ có một ít dầu mè thơm, thoang thoảng, rất dễ chịu. Giờ mình sẽ chuyển qua ăn bún gạo. Đây. Này. Lẩu Dân Ích đó là theo Lưu biết á là có hơn 40 năm. Và ở đây đúng nghĩa là được lòng mọi người rất nhiều. Và đa phần đến đây á thì sẽ là gia đình, hầu như là gia đình nào cũng sẽ đến đây ăn. Đi rất là đông luôn á các bạn, kiểu như là hồi xưa á nha, là cứ mỗi dịp sinh nhật á là nhà Lưu cũng sẽ lôi nhau ra Lẩu Dân Ích để ăn. Thế rồi sau này á thì đúng nghĩa là cứ thèm mà cứ lết ra đây, tại vì nhà Lưu sát bên luôn, cho nên là thèm mà cứ ra đây ăn thôi. Gì vô? Cá viên, cá heo. Ôi, quán bắt đầu đông rồi. Ăn nhanh, ăn nhanh, ăn nhanh. Cái kiểu mà cảm giác vừa ăn vừa đổ mồ hôi á, nó đã dã man. Review đến đây thì các bạn cũng đủ thông tin, với lại là cũng chắc cũng hơi thèm rồi đúng không? Nếu như mà coi xong video này của Lu thì hãy note lại rủ gia đình ra đây ăn, hoặc đơn giản là rủ đứa bạn hay đi ăn chung với mình ra đây cũng được. Và giá ở đây sẽ có 3 mức giá: 280, 350 với lại 450 ngàn. Nếu như mà bạn nào sức âm mạnh á thì Lu nghĩ á là nếu đi hai người thì gọi cái 350 là được rồi. Còn cái 450 như Lu đang ăn á là cái này dành cho gia đình, tức là khoảng 4 người ngồi ăn. Và đương nhiên là sẽ recommend cho các bạn ăn cái này. Đây là món mà Lu rất là thích. Đậu hũ kim mạn tôm sẽ có hai size luôn, một size nhỏ, một size lớn. Và chỗ mà Lu đang ngồi là lẩu cá Dân Ích, nằm tại số 99 đường Châu Văn Liêm, quận 5. Thì quán rất dễ tìm, nó là ngay góc Nguyễn Trãi với lại Châu Văn Liêm luôn á. Và ở đây tầm 6 giờ 7 giờ, tức là tầm giờ này là rất là đông luôn. Cho nên là nếu như mà các bạn đi đông thì tranh thủ đi sớm. Còn nếu như các bạn hỏi Lu là ngon hay không ngon thì Lu sẽ trả lời với các bạn đó là tùy khẩu vị của mỗi người. Có điều là Lu thích ở đây bởi vì ở đây cho Lu được cảm giác rất là ba tàu. Thôi nói chứ, mọi người hãy ra đây thử ngồi ăn nhâm nhi ngắm đường phố cũng hay ho lắm á. Yay, bye bye. Bye bye, cảm ơn mọi người đã coi. Nhớ subscribe với lại follow Instagram của Lu. Còn nếu muốn biết ba tàu là gì, đón xem ở tập sau. Bye.